Xinh tặng quà đây các chị ơi, một cái chiếc đầm thổ cẩm phải nói là cực kỳ xinh đẹp cho mọi người luôn đây. Với cái màu sắc là màu đỏ và phối với là họa tiết hoa nhiều màu cho các chị, lại gần cho mọi người xem ha. Màu đỏ, màu kem và có viền màu xanh ở ngay chỗ chân ngực đây các chị ơi. Nguyên một cái ô vuông tạo điểm nhấn cho đầm rất là nhiều. Và phần tay sẽ là hơi lê nhẹ một tí xíu nha. Phong dài qua gối và vừa tới mắt cá chân thôi. Giống như một chiếc đầm, nó xin lỗi các chị, mặc vô nhìn là rất là ấn tượng. Phía trên cổ đây là cổ tròn và sẽ có một cái nơ thắt cho các chị. Bên cạnh đó ngay eo cũng sẽ có một cái thắt lưng luôn nha. Xoay một vòng cho mọi người xem phía sau lưng nè. Với chất liệu là bằng vải đuổi lụa thì mặc cực kỳ mát và mặc cái đầm này rất là hot luôn nha các chị. Và bên em có ba màu lận, bây giờ mình chuyển sang cái màu tiếp theo ha. Màu sắc thứ hai thì em nghĩ là chắc chắn các chị nào cũng sẽ thích thôi mọi người. Tại vì màu vàng em thấy nó quá là đẹp luôn. Vàng rất nổi bật cho các chị ha, và vẫn là cái họa tiết hoa cho mình. Và sẽ có cái viền thổ cẩm ở đây, rất là xinh, viền màu xanh cobalt các chị nha. Phần tay, phần ngực với lại là phần chân váy rất là đẹp, xoay một vòng cho mọi người xem đây. Chị nào mà yêu thích sự mới mẻ nè, năng động nè thì không thể nào bỏ qua cái màu này được đâu. Và cái thắt lưng này các chị có thể tháo rồi thì mình sẽ mặc thành cái form suông. Và các chị nhìn giùm em rồi em sẽ tháo cái form suông các chị coi nha. Thái thắt lưng rồi ra thì như thế này là cái gì, rất xinh và chỉnh. Chị nào mà đang có em bé thì mình mặc vẫn được luôn ha. Thì bây giờ là còn màu cuối cùng, em sẽ chuyển nhanh cho mọi người coi nha. Sắc màu thứ ba rồi đây các chị ơi, màu này cũng vô cùng là lạ mắt đúng không nè. Thế vì màu đầu tiên là một cái tông màu đỏ quen thuộc, thứ hai là màu vàng nổi bật, thì màu xanh này đây cực kỳ lạ mắt và rất là bắt mắt cho các chị luôn ha. Xoay một vòng cho mọi người xem phía sau lưng nè. Phía trước đây phải nói là chất vải mặc cực kỳ mát các chị ơi, che khuyết điểm mắt ta cũng như phần vai thôi và thậm chí là cái vòng hai. Những chị nào không thân cận có em bé các chị mặc vẫn rất là ok luôn nha. Đầm này mình mặc đi chơi, đi biển, đi du lịch, chụp hình là sống ảo cực kỳ xinh, đang rất là hot cái thời điểm bây giờ luôn các chị. Chị nào chưa có thì nhanh tay chọn ngay cho mình một cái màu yêu thích ha. Gửi cho em số điện thoại cộng mã sản phẩm hai thông tin, thì mã sản phẩm em để bên dưới clip này nè, đầy đủ là em sẽ chốt cho các chị và giao hàng tận nơi khi các chị đặt hàng luôn ha.